Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi. À, em chưa. Chưa. Chưa, chưa từng. Mình đã từng, nhưng mà mình sử dụng loại theo tháng, loại hàng ngày ấy. Em thì cũng dùng rồi, dùng cả khẩn cấp cả hàng ngày. Khẩn cấp là 1. Ok, hàng ngày là 2. Ừ. Cái ấy mà kiểu có tác dụng trong vòng 3 hay 6 tháng tùy theo từng ấy. Và thứ nhất là 24 giờ, đó chính là phòng chống sau 24 giờ quan hệ tình dục ạ. Cái thứ hai là từ 2 cho đến 3 ngày. Cái này là tác dụng với những cặp đôi mà quan hệ sau khi quan hệ 2 cho đến 3 ngày uống thì nó vẫn có thể phòng ngừa được tránh thai đến 90%. Thì thuốc tránh thai sẽ làm ngăn ngừa phát triển của phôi thai đối với người phụ nữ, và nó sẽ tiết ra những cái chất dịch nhầy để ngăn cho tinh trùng đến để thụ trứng. Cái chưa? Loại theo tháng và một loại theo như kiểu là khẩn cấp ấy, trong vòng bao nhiêu giờ đấy? Chắc là giúp cho mình an toàn hơn cho cái vấn đề gọi là quan hệ thôi. Còn cái đấy là tác dụng tốt của nó, còn tác dụng hại của nó chắc là ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mỗi người. Nếu mà để khẩn cấp ấy, thì trong những trường hợp gọi là mình không làm chủ được thì dùng ngay sau khi quan hệ là tốt nhất. Nếu mà có nhu cầu thì nên dùng sau khi quan hệ. Trong trường hợp mà các bạn không có phương pháp tránh thai, ví dụ như là hàng ngày hoặc là cấy gấp lắm thì ví dụ như là mình không muốn thành bằng tránh bao ấy, thì mình sẽ dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Còn nếu như mà trong trường hợp mà khẩn cấp thì là mình quên uống thuốc chẳng hạn, hoặc là mình chẳng may là mình không dùng bao ấy, nhưng xuất ở trong ấy, thì mình dùng khẩn cấp. Cách uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 2 viên như sau: sử dụng 1 viên đầu tiên sau khi quan hệ, viên thứ 2 được dùng sau 12 giờ đồng hồ tiếp theo. Thuốc đạt hiệu quả tốt nhất khi nữ giới uống thuốc sát với thời điểm quan hệ. Đặc biệt, thuốc chỉ có tác dụng khi người dùng sử dụng đủ 2 viên theo đúng thời gian quy định. Cách uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên là sử dụng trong vòng 72 giờ, 3 ngày tính từ thời điểm phát sinh quan hệ tình dục. Theo nghiên cứu, thời gian uống thuốc càng sớm thì hiệu quả tránh thai càng cao. Cụ thể như sau: uống thuốc trong vòng 24 giờ đồng hồ, hiệu quả ngừa thai lên tới 95%. Cái này chắc mình là không thôi, bởi vì lúc ý là mua thôi chứ được không quan tâm đến cái này. Nên cái mình quan tâm nhất là hãy sử dụng, và thứ hai là cái nguồn xuất xứ, và cái cuối cùng đó là nó được cấu tạo từ những cái thành phần nào, mình sẽ hỏi cho kỹ càng để đảm bảo an toàn nhất cho sức khỏe của mình. Cái để ý đầu tiên đó chính là thương hiệu. Cái thứ hai là hạn sử dụng của thuốc. Cái thứ ba là cách sử dụng thuốc đó, cho đúng nhất. Thành phần thì mình sẽ chủ yếu là mình phụ thuộc vào thành phần tự nhiên, ít sử dụng hóa học để tránh gây tác hại nhiều nhất cho với người phụ nữ. Amazing, good job em. Em tìm hiểu thì là thuốc tránh thai hàng ngày là người ta sẽ bán theo vỉ ạ. Là 30 viên một vỉ là sẽ sử dụng hàng ngày, như là một ngày một viên uống thường xuyên, kể cả là khi không quan hệ tình dục ạ. Và cái thuốc đó sẽ cực kỳ độc hại đối với người phụ nữ. Loại vỉ 21 viên. Cách uống vỉ đầu tiên: một viên mỗi ngày từ ngày thứ nhất của chu kỳ kinh, liên tục suốt 21 ngày. Nếu kinh nguyệt đã xảy ra trong vòng 5 ngày thì uống viên đầu tiên vào ngày thứ 5 và tiếp tục một viên mỗi ngày cho đến hết vỉ thuốc. Dùng kèm bao cao su hoặc viên giao hợp trong 7 ngày đầu uống thuốc. Cách uống vỉ kế tiếp: nghỉ 7 ngày sau khi uống hết vỉ đầu tiên, bắt đầu uống vỉ thứ 2 cho dù kinh nguyệt xuất hiện vào ngày nào. Loại vỉ 28 viên. Cách sử dụng cũng giống như loại vỉ 21 viên. Uống viên thứ nhất vào ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt, mỗi ngày một viên cho đến hết 28 viên của vỉ thứ nhất thì chuyển sang uống vỉ thứ hai. Nếu mà chắc dùng đến thì chắc chỉ ảnh hưởng đến cái việc gọi là sinh lý, gọi là kỳ của con gái thôi. Có khả năng là dẫn đến vô sinh các thứ. Chỉ rất theo em thì là thuốc khẩn cấp thì chỉ là khi mình quan hệ trong một thời gian ngắn ạ, thì mình có thể sử dụng cái đó. Tuy nhiên là nó cũng gây hại đến người phụ nữ, nhưng mà nó không, mình không sử dụng thường xuyên nên nó sẽ ít ảnh hưởng đến người phụ nữ hơn ạ.
cái gì thì cái, nhưng mà sử dụng nhiều quá thì nó cũng không tốt. Có nghĩa là không nên sử dụng quá 2 lần một tháng. Thứ nhất là nó gây nhẹ nhất thì là bị rối loạn kinh nguyệt, hoặc là bị kiểu xỉu, hoặc là kiểu nó sẽ ảnh hưởng đến bên trong của mình ạ. Kiểu nó gây rối loạn mất một thời gian dài. Còn nếu như mà dùng liên tiếp nhiều quá thì phải gây vô sinh. Nên là nó kiểu không nên sử dụng. Sức khỏe của mình nó sẽ bị suy yếu. Và đặc biệt là ở cái buồng trứng của người phụ nữ nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, dẫn tới là có thể mất khả năng sinh con. Một lần là quá nhiều rồi. Một lần là quá nhiều rồi đúng không? Thế con bạn nữ thì nghĩ sao? Chắc cũng không rành, tại vì mình cũng hạn chế và mình cũng không có dám đụng tới. Huyết khối hoặc tiền sử về bệnh lý đông máu, tiền sử đột quỵ hoặc đau tim, bệnh động mạch vành, đã biết hoặc nghi ngờ ung thư vú hoặc ung thư tử cung, cổ tử cung hoặc âm đạo, chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, vàng da, lòng trắng của mắt hoặc da bị vàng khi mang thai hoặc trong quá trình sử dụng thuốc trước đó, khối u gan, đã biết hoặc nghi ngờ có thai. Nếu bạn dự định phẫu thuật với thời gian nghỉ ngơi trên giường kéo dài, hút thuốc và cao huyết áp hoặc tiểu đường không kiểm soát được, có bệnh lupus, chứng đau nửa đầu, hút thuốc và trên 35 tuổi. Cái mà phổ biến nhất đối với tránh thai đó chính là bao cao su ạ. Vâng, bao cao su hiện nay thì rất là phổ biến ạ, và thứ nhất là rẻ, dễ sử dụng. Và cái phòng ngừa tránh thai cực kỳ là cao. Ví dụ như là dùng bao cao su này, mình thấy sử dụng bao cao su là văn minh nhất. Mà mình nghĩ là nếu mà các bạn trai mà thực sự mà yêu các bạn nữ ấy, thì nên sử dụng cái biện pháp mà sử dụng cái bao cao su là hữu hiệu nhất. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.